Xin chào các bạn. Mời các bạn theo dõi tiếp chuyên mục giải đố trên chess.com của Tùng John. Như các bạn có thể thấy thì kỷ lục của mình đang là 45 câu. Trong khi đó nhiều bạn nhắn tin khoe là kỷ lục được 6-70 câu rồi. Cảm giác mình thật là kém cỏi. Nhưng mà thôi không sao, mỗi người thì có một giới hạn riêng. Hôm nay thì mình cố gắng vượt qua cái giới hạn của mình là 45 câu xem nào.
Rồi, như vậy là hôm nay mình đã vượt qua được 45 câu và lập kỷ lục là 49 câu. Rất tiếc là không được thêm câu nữa để được 50 câu cho nó tròn. Tiếp theo thì thử xem những cái câu bị sai, đáp án nó như thế nào nào. Rồi, như vậy là hôm nay kỷ lục mới của mình đạt được là 49 câu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.